Hello, xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Thiết bị tưới Gia Nông nha. Thì bên em bữa nay tri ân khách hàng nhân dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhé các bác nhé. Thì khuyến mại cho các bác thì mỗi một cây bếp thì đều có những chương trình giảm giá khác nhau tùy vào thuộc vào từng loại bếp các bác nhé. Thì nếu các bác mà muốn cây bếp nào thì hãy inbox vào số điện thoại Zalo 0867471168 hoặc là Zalo số điện thoại 0807724711168 thì em sẽ các bác muốn mua cây bếp nào thì các bác cứ hỏi thì sẽ có chương trình giảm giá cho từng cây một các bác nhé. Thì đây là cây bếp P50, đây cây bếp P50 thì nó đã có cái cần đây, nó đã có cái cần xả nước ở họng bên dưới nha các bác nhé. Tuy nhiên là cái bếp P50 này nó chưa có cái cần xả nước bên trên, tại vì em đang làm thì nó gặp một số cái trục trặc cho nên là chưa có. Đây thì đây cho các bác xem này, đây PI52 nhá các bác nhá, của hãng CRD nhá. Thì hàng bên em là cái hàng đây này, đây hàng cốt đồng này nhé các bác nhá, đây cốt đồng đây đó, hàng bên em chất lượng cốt đồng. Thì khuyến mãi giảm giá vào đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhưng mà các cái chính sách ví dụ như là miễn lỗi đổi mới thì vẫn giữ im như cũ nha các bác nhé. Chứ không phải là giảm giá rồi là nếu mà lỗi thì không đổi cho các bác đâu. Lỗi thì các bác cứ được đổi mới. Em sẽ ship cái bếp mới lên rồi các bác sẽ đổi lại cái cây cũ về nhé các bác nhé. Đây là cái bếp P50 thì em bỏ sang bên này nhé. Thì mỗi một cây thì có một cái chương trình khuyến mãi khác nhau, thì các bác cứ inbox thì em sẽ nói cụ thể từng cây, các bác hỏi từng cây thì em sẽ nói từng cây nhé. Đây là cái bếp của hãng CRD. Cái bếp này là cái bếp Ren P27 cốt đồng này các bác nhé. Đây Ren 27 cốt đồng. Đây các bác nào mà đây để em phóng gần cho các bác xem. Đây Ren 27 cốt đồng. Đây đồng hết này, đồng từ đoạn này đến đoạn này đến đoạn này. Đây cái núm nó cũng bằng đồng này. Đây các bác nhé. Thì cái này nó nếu mà tưới ở cự ly gần này kia thì nó cũng khá là tốt luôn. Cái bếp này thì nó cũng để tưới được khoảng cái tầm bán kính khoảng tầm 10 mét đấy, 10 mét đấy. Nó cũng đã có xẻ lỗ rồi đây này các bác này, xẻ rồi cho nên là nó tưới cũng khá là đều từ trong ra ngoài nó như các bác nhá. Đấy đây là cái ren 27 ren ngoài nhé các bác nhá. Còn đây là cái cây bếp ZI2 đây các bác này, ZI2 đó thì của hãng CRD này. Đó thì cái đầu này cũng bằng đồng này. Đây các bác này. Đây cái đầu này bằng đồng này, cái đầu này cũng bằng đồng này. Cốt nó cũng bằng đồng này, là cái cổ ren 34 nhé các bác nhé. Thì đây là nếu các bác mua cây nào thì các bác cứ nói tên của nó ra thì em mới biết đường em nói giá cho các bác nhé. Đây là cái bếp ZI2 nhé các bác nhé, ren 34. Đấy, cây này thì có bán kính là khoảng cái tầm bán kính là tầm 10 15 mét nhá các bác nhé. Thì đây nó cũng đã có cần nó cũng đã có xẻ tia sẵn rồi đây. Đây. Đây sao mà điện thoại nó lại bị mờ mờ đây. Đây nó đã xẻ tia sẵn rồi đây các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy là xẻ tia sẵn rồi cho nên nước rất là đều từ trong ra ngoài luôn các bác nhé. Đây là còn đây là cây bếp P40 mà hôm bữa em đã review ở một cái video trước rồi. Là cái bếp P40 GD-CN đây này. Đây cốt nó bằng cốt đồng này các bác này. Đó và các bác vẫn được tặng thêm một cái họng xả nước ở bên dưới đây, xả nước ở bên dưới đây đấy, và một cái họng xả nước ở bên trên giống như vậy nhé các bác nhé. Đấy như này đấy. Thì khuyến mãi 30 tháng 4 thì giá thì giảm nhưng mà tất cả mọi thứ như chính sách bảo hành hoặc là phụ kiện thì vẫn đầy đủ nhé các bác nhé. À cái cây này còn thêm một con cà rá nữa nha các bác nhé, cây này còn thêm một cái con cà rá nữa. Đấy, còn đây là cái bếp 4 tia Minh Hà, 4 tia Thành Phát này. Đây này, bếp 4 tia Thành Phát này. Đây. Đấy, cái này nó phải thêm chén nữa nha các bác nhá. Thì các bác mua thì vẫn đầy đủ phụ kiện thôi, chỉ có mỗi cái là khuyến mãi thì giảm giá thôi, chứ còn phụ kiện vẫn đầy đủ và chính sách bảo hành thì vẫn đầy đủ nha các bác nhá. Các bác cứ yên tâm. Chính sách bảo hành vẫn đầy đủ và những cái nút này vẫn đầy đủ này. Các bác cứ yên tâm, nếu mà có vấn đề gì là cứ điện về số 0867471168 hoặc 0772471168 thì em sẽ giải quyết tất cả mọi thắc mắc và nếu mà nó có vấn đề gì thì lỗi đổi mới cho các bác nhá. Thì cây cây này cây nào cũng được lỗi đổi mới hết các bác nhá, được bảo hành lỗi đổi mới hết. Còn đây là cái cây bếp 3 tia này.
Thì cái đây là em hai cái bếp này của hãng Thành Phát này. Thì cái này thì em không bỏ cái phụ kiện, với lại em quay thì em không quên không bỏ cái phụ kiện với lại cái chén cho các bác xem thôi. Chứ còn khi mà gửi cho các bác này em vẫn gửi đầy đủ giống như trên mô tả, nhưng mà chỉ có điều là sẽ khuyến mãi giảm giá vào đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thôi. Nhớ là về giảm giá đến ngày mùng 1 tháng 5 nhé các bác nhá. Đây là cái bếp Patia của hãng Thành Phát này. Cũng cần phải có chén và cái túi bọc sơ cua nữa. Còn đây là cái bếp P35 này. Đây, cái bếp P35 thì rất là nổi tiếng luôn bởi vì cái khả năng tưới đều nước của nó cực kỳ cao. Đấy, đây bên trong này thì đây để em tháo ra cho các bác xem nhé. Ở đây là cái bếp P35 này nó phải có một cái thêm một cái con cà rá 5-4 nữa, có nghĩa là nó có thể lắp được ống 42 nữa theo các bác nhé. Chứ còn đây mình mới có lắp được ống 49 thôi. Đây, bọc nó như thế này. Còn bếp nào thì ở cũng bọc vào cho nó mới hết ạ. Đây, có thêm một cái họng sơ cua 8 ly này. Đó, sơ cua 8 ly này. Và cái bếp này thì cực kỳ chắc chắn. Đây, cái bếp Đài Loan cực kỳ chắc chắn luôn nhé các bác nhé. Đây, tên của nó là P35 nhé các bác nhé. Đây, tên P35 đây có cần chảy nước thứ nhất này. Chảy nước đều từ trong ra đến tầm trung này. Cần chảy nước thứ hai này đều từ tầm trung ra tầm ngoài này. Và đây là cái cần chỉnh góc này các bác nhé. Thì có rất là nhiều video em hướng dẫn rồi thì em không hướng dẫn lại nữa. Các bác mà thiện chí thì cứ vào trong đấy xem lại những cái clip đấy các bác nhé. Thì cái bếp P40 này thì nó cũng có cái cần chảy nước đây. Và cần chảy nước đây thì nó cũng rất là đều nước luôn. Thì em cũng đã có video review rồi thì các bác hãy xem lại nhé. Còn cần chỉnh góc này thì em cũng đã hướng dẫn sử dụng rồi. Thế nha các bác nhé. Tổng quát thì vào đợt 30 tháng 4 này thì tri ân khách hàng thì em sẽ khuyến mãi cho các bác tổng cộng là đây cây BI50 này, cây này là cây CRD Ren 27 này. Đó, cây CRD Ren 34 này, Ren trong 34 này, cây PI40 này. Các bác rất là thích mua cây PI40 này của bên em nhé. Tại vì em là người làm ra những cái cần chảy nước này cho nên là nó cực kỳ đều luôn. Cho nên là các bác thích rất thích mua. Mà những cái này là đều là cốt đồng hết cho nên là cực kỳ xài, cực kỳ là bền luôn nha các bác nhé. Đây này em soi cận cho bác coi. Đó, cốt đồng này. Đó, cốt đồng cho nên xài cực kỳ bền luôn. Đây cái cây này cũng là cốt đồng này. Cây P30 và 40 40 và 50 đều là cốt đồng hết nha các bác nhé. Đây là cây bếp Thành Phát này. Đấy. Đó, đây nữa. Và đây cái bếp P35 đấy này. Đó, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì tổng cộng là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đó nha, em sẽ khuyến mãi cho các bác tổng cộng là 7 mã. 7 mã vào đến ngày mùng 1 tháng 5 nhé các bác nhé. Đây, 7 mã, đây các bác nhé. PI50, CRD Ren 27, CRD Ren trong 34, PI40, PI35 và Thành Phát 4 tia, Thành Phát 3 tia nhé các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0867 471168 hoặc 0772 471168. Thì cả hai số đó đều có Zalo. Thì các bác muốn cây bếp nào thì các bác cứ hỏi. Thì cảm ơn các bác đã xem. Thì chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Và nếu các bác chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh Thiết bị tưới gia nông để theo dõi những cái chương trình khuyến mãi tiếp nhé các bác nhé. Vào 30 tháng 4 này thì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Chủ yếu là lần này thì khuyến mãi đầu tiên vào đợt 30 tháng 4 này thì khuyến mãi 7 cây trước nha các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem. Xin chào các bác nhé.